Chào mừng các bạn đến với kênh bóng chuyền miền Tây. Trước mắt các bạn trận đấu diễn ra giữa Tem Thala và Tem Lục Nam. Tem Thala trước màn hình các bạn nha. Bóng còn. Đập bóng dội trắng ra ngoài. Điểm 1-0 cho Lục Nam. Đỡ bóng hỏng, điểm 2-0. Từ sáng mới đi cái sạch vậy. Bỏ bóng tốt, đổi 1-2. Bóng hơn lưới. Chắn bóng tốt. Chắn bóng tốt. Tốt. Quá tốt. Lại là chắn bóng tốt các bạn ơi. 4-2 cho Thala. Đập bóng dội trắng ra ngoài. Ba bốn. Pha bóng không sang lưới. 5-3. Quá khéo. Đã đến 4-5 cho Lục Nam. Quá đẹp. Bóng tốt. Bỏ bóng không sang lưới. Bung vào. Bóng bước một không lên được. Quá hay. Bỏ bóng tốt. Quá bóng ngoài. Quá đáng tiếc các bạn. Điểm tốt cho Tem Lục Nam. 6-8. Bóng vẫn còn. Ai đây? Quá xa lưới rồi. Đáp. Bóng ngoài. Giật lưới luôn. Bóng vẫn còn. Rất tiếc không ai vào hỗ trợ các bạn ơi. Điểm 7-9. Bỏ bóng không lưới. Đúng.
tám rồi. Quá đẹp, đập bóng tốt. Đập bóng lỗ trắng ra ngoài. Hai đội rất là ngang ngửa nhau, 9-11. Quá khéo, ở bóng tốt, 12-9. Thả lại tụi này đi sang. Giữ gần trong chắc. Wow, quá đẹp, Phú ơi. Mười mười hai cho tem Lục Nam, bóng vẫn còn, quấy đặt bóng tốt. Bóng vẫn còn, quá hay rồi. Đáp trống trắng, đập bóng tốt. Bóng còn, ai đây? Đó, bóng tốt. 13-12. Ồ, quá tốt rồi, 13 đều. Bóng không thắng lưới, 14-13. Bóng tốt, 14 đẹp. Thế là không đọc sai. Ai mà có sai không? Đọc điểm sai, đọc nội theo thời gian. Sai đọc lại có gì không? Đọc không tốt, 15-14. Điều phạt bóng không thắng lưới, quá đáng tiếc. Đụng nổ 16. Tình cho không biết không, vẫn còn ai đây? Quá quá lộn xộn vậy, quá hay rồi. Quế bóng còn không kịp rồi các bạn ơi, kết thúc set 1, tem Lục Nam thắng trước 1-0. Set 2 giữa tem Lục Nam và tem Thala, set 1 tem Lục Nam thắng trước 1-0 các bạn. Rất là xích sao nha. Bóng con, ai đây? Quá tốt rồi. Nãy giờ là không thấy lỗi luôn. Lỗi ít hơn. Đố là Pepsi nha. Tên nè. Tiếp tục là Huy. Quá khéo, bỏ bóng
tôm của mình. Quá tốt. Bánh hai hơi thiếu chút nha. Thiếu cà phê. Bóng con thủ quá tốt rồi. Quê hai cao. Bóng vẫn còn. Lên đánh luôn chứ ai. I'm letting go. I'm breaking these walls down. Breaking these walls down. If you want an adventure, then find a home. But if you want to travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired. Quả tốt, bóng vẫn còn nha các bạn. Đáp. Bóng ngoài. Rất tiếc trắng bóng chạm lưới. Điểm 6-3. Quá khác. Đặt bóng tốt. Ở điểm 4-7. Quá hay. Bỏ bóng tốt. Quá thông minh. Trắng bóng tốt. Tốt. Tám mười một.
Quá tốt. 12-8. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. 9-12. I'm tired of the pain. Quá tốt. 13-9. Lưới 14-9. Rồi xin ba chắc luôn. Điểm này điểm qua điểm lại xin ba chắc. Đặt bóng tốt. Bóng tốt. Cuối. Hai đội chuẩn bị vào xếp ba. Bằng bi. Bỏ bóng ngoài, hai đội hòa nhau một đều. Bước vào xếp 3 nha mọi người. Xếp 3 giữa Lục Nam và Sala. Diễn ra hai trận đấu, hai đội hòa nhau một đều. Đây là 0-0 xếp 3. Đặt bóng tốt của Y. 1-0 cho Lục Nam. Ôi giời, quá đẹp. Bóng còn. Quá hay, bóng vẫn còn, ai đây? Lỗ, lỗ, hơi lỗ. Đập bóng tốt. Bóng ngoài, đội điểm 2-3. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. Đặt bóng tốt. I'm tired of the pain. Go away. Quá ghê, bóng vẫn còn. Điều banh tốt. Tốt. Quá hay. Điều hai tốt. Điều banh diễn mới được. Mới hay.
thân. Yeah, I guess I had my bad days, but it doesn't mean I lost my sailing way. Ôi ôi, quá tốt. Ai đỡ nữa? Năm sáu. Sao vậy? Buông bàn. Bóng vợ trắng ra ngoài 7 đều. Quá tốt. Ai đỡ? Đập bóng vợ trắng ra ngoài. Rồi giờ nói hỏi nó tầm 7 à? Biết lắm luôn. Nhồi. Ai đỡ? Lũng sân rồi. But if you wanna travel then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave I'ma let you go. Đạo bóng tốt. 10 9. Đạo bóng tốt. 10 đều. Bung bàn. Kết thúc thêm 1 năm thắng chung cuộc 2-1.